Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 29 tháng 12 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có ngủ hành tam hội nâng đỡ, giúp cho bạn tuổi Tý hôm nay cho cơ hội để bạn kết nối với mọi người xung quanh, xây dựng các mối quan hệ và có một ngày tương tác đầy thú vị vậy thì đừng bỏ lỡ cơ hội của mình hãy gần gũi mọi người hơn chia sẻ với họ mọi ý tưởng và lắng nghe ý kiến đóng góp nhé điều đó rất cần thiết đấy lại thêm trong ngày có thiên tài phù trợ mang đến cho bạn tuổi tý có được những tín hiệu đáng mừng về tình hình tài chính hiện tại đây là thời điểm cuối năm bản mệnh hãy dồn tâm dồn sức để thực hiện các chiến lược cần thiết để gia tăng lợi nhuận trong thời gian ngắn nhất có thể Bên cạnh đó, ngày này cũng đang gặp ngày có thủy khí vượng, làm cho bạn cũng đang có điểm báo về tình hình sức khỏe là một trong những vấn đề đáng lưu tâm trong thời gian này, bản mệnh đừng vì ham mê công việc quá mà bỏ qua các dấu hiệu không được ổn định của cơ thể mình. Tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim. Ngày có sự bận rộn về giải đáp, thư tín, đến hẹn, đến kỳ hạn. Gia đạo có hỷ sự, tin vui hoặc có tin tốt của bè bạn ở nơi xa hoặc về công danh, tiền bạc. Hao tài cho tu bổ, mua sắm, tiệc tùng. Tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy. Có sự thay đổi trong công việc, ý tưởng quyết định, hoặc công việc đang tiến hành lại có sự việc khác xảy ra khiến phải tạm ngưng hoặc thay đổi. Sự mong chờ có kết quả hoặc có tài lộc, có tin tốt lành về việc mình mong cầu. Có khách hoặc có bạn đến. Hao tài về vui chơi, giao dịch. Tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa. Mọi sự chờ đợi đã qua nay đã đến lúc thay đổi, hoặc bắt tay vào công việc. Ngày có nhiều chuyện tình cảm tốt, có tin vui, hỷ sự, tài lộc tốt tuy nhiên có những người chỉ đến để mà vui chơi hoặc trục lợi khiến cho hao tốn hoặc sự gặp gỡ không được như ý vì có nhiều quan điểm khác nhau tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ mọi việc chỉ nên giới hạn dù là cuộc vui hoặc giao thiệp cũng có nhiều sự bất lợi cho mình hoặc chỉ là chuyện vui bình thường dễ hao tài có người cần đến mình giúp đỡ hoặc nghe được tin xấu của họ sức khỏe không tốt việc mong cầu thường không được như ý chậm trễ khó quyết định tử vi tuổi nhâm tí thuộc mệnh mộc ngày nên thực hiện điều dự tính thay đổi phương hướng đi xa di chuyển rời chỗ trả nợ đáo hạn nhờ quý nhân giúp đỡ khéo léo trong cách giải quyết công việc nhóm họp bàn bạc nhẫn nại trong sự giao thiệp chỉnh đốn nhà cửa tu bổ đồ đạc ngày có nhiều chuyện tình cảm tốt có tin vui hỷ sự tài lộc tốt con số may mắn 15 58 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường đen vàng quý nhân phù trợ mùi ngọ tử vi tuổi sửu. Trong ngày này với bạn tuổi sửu có tam hội phù trợ, nhắc nhở bạn tuổi sửu làm việc nhóm hết sức quan trọng, đòi hỏi bạn phải khéo léo và linh hoạt. Nhờ đó mà bạn có thể tận dụng sức mạnh tập thể để có thể gặt hái được thành công, thực tế là chỉ mình bạn sẽ không thể nào có được lợi thế tương tự. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi sửu lại gặp tỷ kiên chiếu mệnh, khiến cho công việc của bạn trong ngày hôm nay không hài lòng và rất dễ nổi giận. Thế nhưng đây cũng là ngày mà bạn tuổi Sửu nên thể hiện sự khéo léo trong tương tác thân thiện khi giao tiếp nếu muốn có được thiện cảm từ mọi người xung quanh. Đừng mang một khuôn mặt bí xị, khó khăn và khiến cho ai đó cảm thấy không biết làm thế nào để có thể gần gũi, hiểu bạn hơn. Và ngày này với bạn tuổi Sửu lại gặp ngày có thổ thủy xung khắc, cho thấy những vấn đề liên quan tới sức khỏe có thể là tác nhân cản trở công việc của bạn lúc này. Vì vậy với bạn tuổi Sửu hãy chăm sóc cơ thể thật tốt bằng những món ăn ngon và giấc ngủ sâu để cải thiện tình hình bạn nhé. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim. Làm gì cũng không nên quá đáng nhất là trong chuyện vui chơi, không có lợi. Có tài lộc nhỏ hoặc tài lộc chậm chạp nhưng vẫn có kết quả. Có sự rời hẹn, sai hẹn chút ít. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy. Cần phải hết sức khéo léo và nhẫn nại, chớ nên nôn nóng khi có nhiều sự đương đầu với những trở lực khó khăn hoặc tâm tình bất an, sức khỏe không tốt. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, quý nhân và có hao tốn. Tuy nhiên cần phải cố gắng giải quyết không nên để qua ngày khác. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa. Nên giới hạn trong mọi việc giao thiệp, dễ gặp chuyện phiền lòng mà lại hao tốn không có kết quả. Tránh mọi chuyện thị phi, tranh cãi. Cẩn trọng khi đi lại, di chuyển. Nên xem trọng về sức khỏe hoặc cần phải suy nghĩ công lao của mình có được bù đắp xứng đáng hay không. Dễ có chuyện phiền hà, mất mát tình cảm, làm ơn nên oán. Tài lộc dễ có sự hao tốn vì những chuyện không đâu. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ. Sức khỏe không tốt, ngày có nhiều sự hao tốn hay phải lo lắng cho công việc có tin buồn, có người đến đem lại sự bất lợi cho mình, có tin không tốt của thân nhân, bè bạn trong một chuyến đi hoặc công việc. Tài lộc trung bình, nên tu bổ, dọn dẹp, làm những công việc cũ. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc. Nên xem trọng về sức khỏe hoặc cần phải suy nghĩ công lao của mình có được bù đắp xứng đáng hay không. Dễ có chuyện phiền hà, mất mát tình cảm, làm ơn nên oán. Tài lộc dễ có sự hao tốn vì những chuyện không đâu. Con số may mắn, 24, 83. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cắt tường tím, hồng. Quý nhân phù trợ tí thân. Tử vi tuổi dần. Bước sang ngày thứ tư này với bạn tuổi dần, nhờ có ngủ hành lục hợp che chở, điều này giúp cho bạn tuổi dần dễ có tiếng nói chung với mọi người, kể cả những người trước đây bạn nghĩ rằng không hợp, không có điểm chung. Hôm nay cũng rất tốt cho việc tiến hành các cơ hội hợp tác làm ăn của bản mệnh với bạn tuổi dần trong ngày này kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng xoay chuyển tình thế xử lý những rắc rối khi với bạn đang có được với sự nâng đỡ của chính quan chiếu mệnh sẽ giúp cho bạn có một ngày thứ tư này vô cùng dễ chịu sự linh hoạt của bạn sẽ gây ấn tượng cho một số nhân vật đặc biệt nữa đấy bên cạnh đó trong ngày cũng có ngũ hành tương sinh dẫn đường chỉ lối cho bạn tuổi dần giúp cho bạn có cơ hội về đầu tư kinh doanh hay đơn giản hơn là có công việc làm thêm để gia tăng tiền bạc lợi nhuận cho mình với rất nhiều người đã có được một khoản tiền lớn trong tay giúp cho bạn hoàn trả được các khoản nợ trước khi thời điểm cuối năm cận kề cũng giúp bạn cảm thấy an tâm hơn tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy nếu có tài lộc thì cũng phải chi phí trong chuyện giao thiệp đi lại chuyện tình cảm đến đâu cũng không được trọn vẹn vì có những công việc cần thiết phải làm công việc có gặp sự trở ngại gia đạo có tin buồn hoặc có nhiều chuyện lo âu về sức khỏe buồn mạng công danh của mình người thân có người giúp đỡ mình trong việc hoàn trả hoặc chi phí cần thiết Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa. Có tin buồn về công danh, tài lộc, cũng như bổn mạng của người thân, bè bạn. Tuy nhiên cũng có tin vui về sự thay đổi việc làm, hoàn cảnh sống của người thân khác. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Có của vui nhỏ, sự đi lại, di chuyển, có sự lòng vòng hoặc chậm trễ đôi chút. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ nên bền trí nhẫn nại với tình trạng hiện tại, mọi việc còn chưa sáng tỏ, nhưng cũng nên bày tỏ ý định của mình để dễ thảo luận khi thay đổi phương hướng làm ăn, công danh, tình cảm. Sự mong cầu về tiền bạc, tình cảm còn trong giai đoạn chờ đợi nhưng sẽ đến. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc. Tài lộc tuy có nhưng chậm chạp, hoặc phải chi dụng những việc cần thiết, các công việc đã đến hạn kỳ, hẹn ước. Mọi việc đều thay đổi. Có tin tức ở nơi xa. Hạp các nghề xây dựng, kiến trúc, du lịch, tiếp thị, phóng viên, địa ốc. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim. Mọi việc dễ gặp sự trắc trở, không thuận lợi, dễ gây ra những chuyện buồn phiền, sức khỏe không tốt. Không nên vì tình cảm mà làm hại đến công việc, dự tính của mình. Có tin xa, công việc không nên tính toán quá nhiều sẽ không có lợi. Có quý nhân giúp đỡ nhưng chỉ là lời hứa, có sự hoàn trả nợ nần chi phí. Con số may mắn 1888. 18. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, trắng. Quý nhân phù trợ, mùi sửu. tử vi tuổi Mão. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ tư này, cho thấy ngũ hành tam hợp phù trợ, mang tới cho bạn có được những tín hiệu tích cực trong chuyện tình cảm, đặc biệt là đối với những bạn đang độc thân, trong ngày này có nhiều người có cuộc hẹn hò lãng mạn thú vị trong thời gian này. Nhiều cặp đôi còn bàn tính tới chuyện cưới hỏi khi tình cảm chín muồi. Các cặp vợ chồng dễ nhận được tin vui sau một thời gian mong ngóng. Trong ngày cũng đang gặp thiên quan chiếu mệnh, điều này làm cho bạn tuổi Mão cũng đang có điểm báo, sẽ có những thách thức thực sự trong công việc mà bạn gặp phải ngày hôm nay. Nhưng điều này cũng giúp cho bạn nhận ra, trở ngại sẽ đem lại cho bạn một ngày vô cùng ý nghĩa, cho bạn thêm hiểu biết và trí tuệ để có thể dẫn bước và trải nghiệm. Thế nên đây là ngày để đón nhận và tự tin thể hiện mình, thay vì ngại ngần và không dám thử thách. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão lại gặp được ngũ hành tương sinh, điều này cũng mang tới cho bạn có được những thông tin lạc quan về sức khỏe, nhất là với những ai mới ốm dậy sẽ hồi phục nhanh. Bản mệnh cố gắng ăn uống đủ chất, uống nhiều nước để sức khỏe được đảm bảo nhé. Tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh Thủy. Ngày có nhiều chuyện phiền toái, rắc rối gặp trở ngại. Nên ra đi giải quyết công việc, có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm, không nên mưu cầu những việc lớn lao sẽ có hại có sự buôn ba, vất vả, xoay trở khó khăn, nên cầu viện ý kiến của người khác. Có lộc nhỏ. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa. Nên cẩn trọng trong mọi việc, và nên chú trọng vào công việc, nguyên tắc hơn là nặng về tình cảm mới tốt. Cuộc vui chơi nào cũng nên giới hạn, không nên kéo dài có hại. Tính toán gì cũng chỉ nên ngắn hạn và gọn ghẽ. Có tin tức về tiền bạc, nhưng còn chậm chạp chưa đến, dễ hao tài. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ. Ngày đề phòng đau ốm, hoặc có chuyện buồn phiền về sức khỏe, tình cảm, tài lộc có tin buồn, tài lộc khó khăn, nếu có chỉ là sự vay mượn, tiền bồi thường, bồi hoàn. Có sự tu bổ, sửa chữa chỉnh đốn về nhà cửa, đồ đạc. Chuyện tình cảm, hẹn ước nên đợi dịp khác. Tử vi tuổi tân mão, thuộc mệnh mộc. Có chuyện sửa sang, tu bổ, đồ đạc, vật dụng, nhà cửa. Có tài lộc, nếu di chuyển ra đi thì thành công. Nên xem trọng ý kiến của người lớn tuổi. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Tử vi tuổi quý mão, thuộc mệnh kim. Những gì thất bại ở quá khứ này nếu làm lại thì thành công. Có tài lộc, có tin tức sa thải, nghỉ việc, thuyên chuyển, ưu phiền, rắc rối, xung đột bệnh tật tai nạn của người thân, bè bạn trong công sở hoặc trong gia đạo. Có tin thay đổi chỗ ở, văn phòng, nơi kinh doanh. Có tin xa, có người nhờ mình giúp đỡ hoặc góp ý kiến. Con số may mắn 167. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: hồng, vàng. Quý nhân phù trợ, hợi dần. tử vi tuổi thìn xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thìn thầy tử vi chỉ ra rằng ngày này với bạn tuổi thìn đừng để thái độ hay lời nói của ai đó có thể gây tác động xấu lên tâm trạng của bạn ngày hôm nay kiếp tài xuất hiện lúc này là khi bạn tuổi thìn hãy để thế giới bên ngoài trôi theo nhịp điệu của riêng nó còn bạn thì lắng nghe những cảm xúc của mình ngày hôm nay hãy trân trọng chính những cảm xúc thật nhất nơi con người bạn và biến chúng thành hành động thực tế thay vì phải hòa theo nhịp bước của bất cứ ai Tuy nhiên trong ngày thứ tư này với bạn tuổi thì lại gặp ngày có thổ thủy xung khắc, cho thấy có một số việc diễn ra không được như ý của bạn, bạn đang nóng lòng muốn biết kết quả của một việc gì đó mà bạn đã làm thời gian qua. Thế nhưng những gì bạn nhận được vào lúc này vẫn không đủ làm bạn hài lòng, có thể đó là vấn đề liên quan tới tiền bạc. Xem tử vi cho thấy, hôm nay là ngày 26 tháng 11 âm lịch theo nhị thập bát tú và theo Khổng Minh, hôm nay được xem là ngày tốt những việc nên làm, khởi công, tạo tác việc gì cũng tốt tốt nhất là xây cất nhà, cưới gà, chôn cất, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ, phá đất, cắt áo, thêu áo, khai trương, xuất hành, làm việc thiện, ắt thiện quả tới mau hơn. Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa. Chuyện giao du tình cảm, ước hẹn, hò hẹn coi chừng chỉ là lời nói suông, gặp chuyện không như ý, hoặc không có được kết quả gì, chỉ là sự chờ đợi, khó khăn, buồn phiền, hao tốn. Có tin xa, có người đến nhờ mình giúp đỡ hoặc giúp về ý kiến, nhưng cũng không nên nhúng tay vào chuyện của người, ngoại trừ vì tình nghĩa mà mình phải hy sinh tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ ngày mọi việc không nên cưỡng cầu hãy chấp nhận những gì mình đang có trong hiện tại sẽ có lợi sau này có tin tức ở xa tốt cũng có mà xấu cũng có mọi việc nên chờ đợi không nên hấp tấp tiến hành cũng không nên nghe ý kiến của những người khác có người ra đi gặp lại người xưa tài lộc trung bình định kỳ đáo hạn tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc đã đến lúc cần phải có sự quay lại nơi trốn cũ để giải quyết các công việc cần thiết có tin buồn về tình cảm hoặc có sự chậm trễ về sự giao hẹn hẹn ước có tin tức tốt ở xa có tài lộc ngày có sự sắp xếp sửa chữa chỉnh trang mọi việc tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim có tin xa thuận lợi về công danh tình cảm tài lộc không nên e ngại khi đảm nhận các công việc khó khăn hoặc mới lạ sẽ có người hiểu được tài năng cũng như tâm tình của mình tài lộc dễ hao tình cảm tốt tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy nên di chuyển đi xa ngày có nhiều công việc đến dồn dập cũ cũng như mới hoặc có nhiều người đến hoặc có nhiều tin tức. Nên thanh toán những gì mình còn dính líu ở quá khứ, hoặc nên giải quyết cho xong những việc đã kéo dài từ lâu. Hao tài về giao thiệp, giải trí, chữa bệnh. Con số may mắn, 16, 71. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lục, trắng. Quý nhân phù trợ, tí, mùi. Tử vi tuổi tỵ Vận trình ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy, với bạn tuổi Tỵ hãy bình tĩnh khi trong ngày đang có sự xuất hiện của ngũ hành lục xung, vì với bạn tuổi Tỵ chỉ cần một tác động nhỏ cũng dễ khiến bạn nổi nóng, cáu giận một cách bất thường với người khác rồi. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, là chính bạn đang cảm thấy bất an mà thôi. Và ngày này với bạn tuổi Tỵ, nhờ có chính ấn nâng đỡ giúp cho bạn tháo gỡ được những vấn đề khó khăn, vướng mắc mà bạn có thể gặp phải, dường như những điều khó khăn với bạn đã kết thúc nhường chỗ cho một chặng đường dài êm ả và thú vị hơn. Vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần sẵn để đón nhận và cảm nhận nhé. Đây chính là một ngày tuyệt vời cho những trải nghiệm thú vị trong đời sống của bạn nữa đấy. Tuy nhiên trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có hòa thủy xung khắc, điều này không hề tốt cho vấn đề sức khỏe của bản mệnh, nhất là những ai dễ bị ảnh hưởng bởi lý do thời tiết thì nên nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng nhiều hơn, hạn chế các hoạt động ngoài trời trong thời gian này. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa. Ngày xung của buồn mạng, có cuộc đi ngắn nhưng niềm vui không trọn vẹn việc vui chơi không nên quá lời. Mong cầu về tiền bạc tuy có nhưng dễ hao hoặc phải chia chác. Có tin buồn. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Ngày sung của buồn mạng. Có việc đi xa, gặp gỡ bè bạn, thân nhân hoặc có chuyện mình cần người giúp đỡ. Không nên tranh cãi, hoặc nhúng tay vào những việc của người khác dễ bị làm ơn mắc oán. Sự mong cầu về công việc, tin tức đều chậm, có trở ngại. Có tài lộc nhưng dễ hao. Nên kết thúc công việc. Tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc. Ngày xung của buồn mạng nếu có việc cần phải ra đi thì cũng không nên ở lâu. Việc giao dịch, giao thiệp nên giữ lấy lập trường của mình chớ nên nghe lời bàn gia tán vào sẽ không có kết quả. Không nên ký kết, hứa hẹn, hấp tấp trong quyết định hoàn toàn không tốt. Có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm đồ đạc, vật dụng. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim. Ngày sung của buồn mạng. Nếu có người đến đề nghị công việc hoặc hợp tác thì nên chấp nhận. Nên có cuộc hẹn hoặc đi gặp gỡ sẽ có lợi. Ngày có tài lộc hoặc gặp được chuyện như ý. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy. Có tin tức sa thải, nghỉ việc, thuyên truyền, ưu phiền, rắc rối, xung đột, bệnh tật, tai nạn giữa mình và người thân, bè bạn trong công sở hoặc trong gia đạo. Có tin thay đổi chỗ ở, văn phòng, nơi kinh doanh. Ngày có nhiều bất lợi, mọi sự đều phải cẩn trọng. Đừng vì tự ái, bất mãn, khó khăn mà làm liều sẽ có sự thiệt thòi. Có tin buồn. Con số may mắn, 11, 37. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, xanh rêu quý nhân phù trợ, dậu, hợi. Tử vi tuổi ngọ. Bước sang ngày thứ tư này với bạn tuổi ngọ, thầy tử vi chỉ ra rằng, với bạn đang gặp được thiên ấn nâng đỡ đưa tới cho bạn có được những sáng tạo mới mẻ trong vận trình của mình. Việc biến ý tưởng thành hành động thực tế đóng vai trò quan trọng ngày hôm nay. Khi bạn có thể tính toán và sắp đặt được các kế hoạch thực tiễn dựa trên những ý tưởng hay nảy sinh trong đầu thì chắc chắn bạn sẽ có một ngày làm việc hiệu quả nhất. Tuy nhiên trong ngày này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, điều này ảnh hưởng không nhỏ tới chuyện tình cảm của bản mệnh ngày hôm nay, khi hai người chỉ vì một chuyện nhỏ cũng có thể gây xích mích căng thẳng. Với những cặp đôi mới tìm hiểu thì không có nhiều cơ hội nên không đủ xây dựng được tình cảm đôi lứa. Xem tử vi cho thấy, hôm nay là ngày 26 tháng 11 âm lịch, ngày này nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này trong ngày này nếu như bạn tuổi ngọ có công việc phải xuất hành đi xa thì nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như hỷ thần và tài thần hướng Tây Nam để công việc được thêm phần suôn sẻ nhé. Tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim. Những gì thất bại ở quá khứ này nếu làm lại thì thành công. Có tài lộc, có tin về ưu phiền, rắc rối, xung đột, bệnh tật, tai nạn của người thân, bè bạn trong công sở hoặc trong gia đạo. Có tin thay đổi chỗ ở, văn phòng, nơi kinh doanh. Có tin xa, có người nhờ mình giúp đỡ hoặc góp ý kiến. Có cuộc đi ngắn. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy. Ngày có đám tiệc, gặp gỡ, có người đi xa hoặc có tin xa, nên cẩn trọng trong vấn đề di chuyển, đi lại, có rủi ro chút ít. Có sự thuận lợi về tiền bạc, tài lộc, công việc làm ăn, hao tán về giao thiệp, hoàn trả nợ nần, giúp đỡ, tu bổ, mua sắm. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa. Mọi dự tính ở quá khứ nay nên tiến hành, không nên e ngại hao tốn tiền bạc, cần phải chỉnh đồn tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp mới có kết quả tốt cho tương lai sự mong cầu về tài lộc còn chậm nhưng sẽ có kết quả có tin buồn ở xa ngày không nên nêu ý kiến soạn thảo dễ bị bỏ ngang nửa chừng buôn ba nhiều khó thành công tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ làm gì cũng phải cầu việc đến ý kiến của quý nhân thân nhân không nên nóng vội mọi việc không thể chờ đợi cần phải tiến hành nên tự mình ra đi để tìm phương hướng khác để giải quyết có tin tức ở xa hoặc có thân nhân bè bạn đến có tiệc tùng đình đám cuộc vui nhỏ có người đem tin buồn đến và cần nhờ vả giúp đỡ Tử vi tuổi nhâm ngọ, thuộc mệnh mộc. Ngày thuận lợi cho việc sửa chữa tu bổ, chữa bệnh. Tài lộc vào ra thất thường, hoặc chậm chạp. Có sự gặp gỡ của thân nhân, bè bạn, gặp lại người cũ. Có người đi xa hoặc thay đổi hoàn cảnh công danh cũng như về tình cảm. Có tin buồn ở xa. Con số may mắn, 24, 77. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, cam, vàng. Quý nhân phù trợ, mão, tuất. tử vi tuổi mùi xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi mùi cho thấy ngũ hành tam hợp phù trợ mang tới ánh sáng tình yêu cho bạn tuổi mùi được sống chọn một ngày hạnh phúc nhất là những cặp đôi mới yêu hai người đang có rất nhiều kế hoạch hay cho những dự định đón tết sắp tới một số cặp vợ chồng cũng hứa hẹn sẽ đón tin vui bầu bí trong thời gian này đấy tuy nhiên trong ngày lại gặp tỷ kiên chiếu mệnh nhắc nhở bạn tuổi mùi nên nhớ rằng bạn phải cẩn thận nhưng cũng phải biết buông bỏ khi cần Tất cả đã đâu vào đấy, vậy thì thay cho việc lo lắng vẩn vơ, hãy cứ thả mình theo dòng nước và tận hưởng mọi thứ diễn ra như nó vốn có của nó. Đừng lo âu hay nghĩ ngợi để làm gì, bởi vì như thế cũng chẳng ích lợi gì đâu. Và ngày này với bạn tuổi mùi cũng đang gặp thổ thủy xung khắc, làm cho bạn cũng đang có điểm báo về phương diện tài lộc của bạn ngày hôm nay không như ý cho lắm, do đó, thời gian này bản mệnh chớ nên chủ quan. Nếu một số khoản tiền không cần thiết thì không nên tiêu pha trong lúc này, ngoài ra, bạn nên cố gắng tránh những rắc rối liên quan việc cho vay mượn về tiền bạc để tránh rủi ro xảy ra với mình nhé. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim. Mọi việc không nên lơ là dễ gặp rủi ro hoặc bị trách oán, dèm pha. Cũng không nên tự tin vào sự tính toán của mình mà phải dò xét thêm về công việc cũng như ý kiến của người khác. Có sự tu bổ, sửa chữa, hao tốn về mua sắm, hoặc có sự hư hại về đồ đạc. Nên thay đổi hoàn cảnh sống, việc làm hiện tại có tin buồn, tài lộc không tốt. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều công việc bận rộn cần phải lo toan giải quyết và còn có nhiều vấn đề ở phía sau. Cho nên mọi việc đều nên cẩn trọng vì một khi đã làm thì khó có sự thay đổi. Gia đạo hoặc trong công sở có sự tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn đồ đạc, vật dụng. Sức khỏe không tốt, ngày không nên bày vẽ thêm mọi chuyện. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa. Có nhiều việc giải quyết có liên quan đến nhà cửa, địa ốc, nơi ăn trốn ở cần nghiên cứu và xem xét kỹ lưỡng trước khi quyết định. Nói chung là cứ hết lòng với công việc, dù có thiệt thòi chút ít nhưng sẽ có lợi về sau. Có tin buồn, tài lộc vào ra thất thường, sức khỏe không tốt, tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ. Không nên mưu tính những chuyện lớn lao chỉ có cực nhọc mà kết quả ít hoặc gặp rủi ro, tai nạn, chuyện phiền lòng. Có tin buồn, sự mong cầu về tin tức hay về công việc đều chậm chạp, chắc trở, có tin tức ở xa mong cầu ý kiến của mình hoặc có sự trách oán ngấm ngầm có quý nhân giúp đỡ về tiền bạc, hoặc có cơ hội, có lộc ăn. Tử vi tuổi quý mùi, thuộc mệnh mộc. Có tin thay đổi chỗ ở, văn phòng, nơi kinh doanh. Có tin xa, có người nhờ mình giúp đỡ hoặc góp ý kiến, nhưng nếu là việc của chính mình thì nên xin ý kiến của người mình xem trọng. Ngày có nhiều âu lo, sức khỏe không tốt. Con số may mắn, 16, 70. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, nâu. Quý nhân phù trợ, sửu thân. Tử vi tuổi thân. Xem tử vi cho thấy với bạn tuổi thân trong ngày này, đang gặp ngày có ngủ hành tứ hình xung, dần thân tị hợi, điều này nhắc nhở bạn tuổi thân cần phải tỉnh táo kẻo lại bị kẻ xấu làm hại hoặc lợi dụng. Có những người có thể tỏ ra thân thiện với bạn nhưng thực ra là có mục đích riêng, khuyên bản mệnh đừng quá nhiệt tình với mọi người bạn nhé và trong ngày này nếu như bạn tuổi thân cảm thấy khó khăn khi rơi vào một tình huống tiến thoái lưỡng nan nào đó do thương quan đưa tới thì bản mệnh hãy cố gắng để tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người xung quanh hoặc cho mình được bước lùi lại để xem xét lại mọi việc và nhìn nhận chúng như một bức tranh tổng thể trước khi có quyết định của riêng bạn đừng vội vàng hấp tấp trước mọi quyết định trong ngày này với bạn tuổi thân lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, cho thấy sức khỏe của bản mệnh rất tốt, đây là kết quả của việc bạn duy trì thói quen giữ gìn cơ thể, đảm bảo việc ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi đầy đủ và không ngừng tập luyện bất kể yếu tố thời tiết nào đi chăng nữa. Tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy. Chuyện tình cảm không nên để vướng bận sẽ có hại cho những việc khác. Sự mong cầu về công việc, tiền bạc, tin tức tình cảm không nên nóng nảy, có sự chậm trễ chút ít nhưng vẫn có kết quả. Nên tiến hành công việc không nên e ngại khi nhận sự giúp đỡ của người khác tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa ngày có nhiều công việc hoặc có tin tức đến bận rộn khiến phải lo toan hoặc phải giao tiếp dù công việc dễ bị bỏ dở hoặc có sự thiếu sót gặp trở ngại cũng nên cố gắng hoàn tất rồi mới bàn tính đến việc khác có quý nhân giúp đỡ hoặc đến bàn chuyện có lợi cho mình tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ có sự thuận lợi trong việc thay đổi phương hướng kế hoạch tu bổ sửa chữa chỉnh đốn tốt hơn là giữ nguyên tình trạng cũ không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian, sẽ có kết quả tốt. Chuyện tình cảm không nên hấp tấp cũng như công việc không nên tin vào kinh nghiệm vì có nhiều chuyện xảy ra không đúng với ý nghĩ. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc. Mọi việc có liên quan đến tình cảm, vui chơi chỉ nên giới hạn, dễ có sự hao tốn mà lại chẳng có lợi. Nên đi xa, di chuyển, sự mong cầu về tin tức làm có trở ngại hoặc có chuyện bất hòa. Có tin vui về chuyện tình cảm, tài lộc tốt. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim chuyện tình cảm không nên quyến luyến mà hãy để tự nhiên. Chớ nên ràng buộc nhau, tình bạn nếu mới gặp gỡ không nên có những lời quá đáng đưa đến mít lòng. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, hoặc chỉ là lộc nhỏ. Con số may mắn, 22, 37. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, tím. Quý nhân phù trợ, hợi, mùi. Tử vi tuổi dậu bước sang ngày thứ tư này thầy tử vi chỉ ra rằng trong vận trình của bạn tuổi dậu hôm nay đang có được thực thần chiếu mệnh mang tới cho bạn có được nhiều vận may những điều tuyệt vời mà tuổi dậu nhận được từ ai đó xứng đáng được trân trọng và đánh giá cao với bạn tuổi dậu cũng đừng quên gửi lại họ những giá trị tốt đẹp tương xứng và dành cho họ những lời khen ngợi khuyến khích phù hợp giao tiếp luôn là một con đường hai chiều đừng quên điều đó nhé lại thêm trong ngày thứ tư này với bạn tuổi dậu đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, cho thấy không chỉ về tình hình tài chính của bản mệnh có được cách thức điều chỉnh phù hợp mà chuyện tình cảm của bạn tuổi dậu lúc này cũng có cơ hội được cải thiện rõ rệt. Xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 26 tháng 11 âm lịch, theo nhị thập bát tú, hôm nay được xem là ngày tốt, và khuyên bản mệnh nên làm mọi việc đều tốt, tốt nhất là các vụ khởi tạo, chôn cất, cưới gà, xây cất, đào ao giếng, khai mương rạch các vụ thủy lợi, khai trương, dọn cỏ phá đất. Và với bạn tuổi dậu cũng đừng quên nên xuất hành theo hướng tốt như, hỷ thần và tài thần hướng Tây Nam, để tăng thêm sự may mắn trong giải quyết công việc nhé. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy. Ngày có sự đi xa, di chuyển, hoặc phải tiến hành công việc có tính cấp bách, không làm không được. Không nên hấp tấp trong mọi việc nhất là khi đi xa, di chuyển dễ bị rủi ro, tai nạn hoặc bị phạt vạ. Có tin buồn, nếu là ngày nghỉ thì nên nghỉ ngơi không nên bày vẽ thêm. Ngày có sự hao tốn về giao tiếp, giúp đỡ, đám tiệc tuy nhiên vẫn có tài lộc chuyện vui. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa. Đề phòng sức khỏe không tốt, có chuyện buồn, nếu có người đến đề nghị công việc hoặc hợp tác thì không nên nhận lời, nên xem xét lại cho kỹ lưỡng. Nên xem trọng tình cảm của người khác đối với mình, có quý nhân đến, giúp đỡ nhưng tài lộc tiền bạc còn chậm. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ. Ngày gặp sự chắc trở khó khăn, cực nhọc cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, mọi việc đều khó hoàn tất, dễ gặp những chuyện trái ý nên nghỉ ngơi tu bổ, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Tử Vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc. Ngày có sự gặp gỡ, hội họp bè bạn, thân nhân, có chuyện vui. Nhưng cũng có tin buồn về bổn mạng, sức khỏe, công danh của người thân. Hao tốn về tiệc tùng, mua sắm, cuộc vui không nên kéo dài sẽ xảy ra nhiều chuyện không vui. Tử Vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim. Chỉ nên ngồi yên hoặc việc như thế nào thì làm như thế ấy, nếu có cuộc đi ngắn hoặc dự tiệc tùng đình đám cũng không vừa ý sự hò hẹn chậm chạp, chắc trở hoặc chỉ đem đến điều không vui. Tài lộc bình thường. Con số may mắn, 41-80. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, hồng. Quý nhân phù trợ, tuất hợi. Tử vi tuổi tuất bước sang ngày thứ tư này với bạn tuổi tuất đang chịu tác động của kiếp tài chiếu mệnh cho thấy mọi công việc với bạn trong ngày hôm nay không thực sự suôn sẻ với bạn tuổi tuất nên xem xét mọi việc với thái độ thận trọng không vội vàng hấp tấp quan sát các tín hiệu để biết những thông điệp mà bạn được mách bảo từ đó sẽ biết mình cần phải làm gì cho phù hợp đừng vội vàng tin cậy vào những cảm nhận ban đầu nhé trong ngày này với bạn tuổi tuất cũng đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc cho thấy sức khỏe của bạn cũng không tốt điều này gây ra cho bạn thiếu khả năng tập trung nên bạn không muốn quan tâm tới bất cứ việc gì đây có thể là tác nhân khiến bạn dễ gây ra sự cố liên quan tới tiền bạc nữa đấy. Xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 26 tháng 11 âm lịch, theo hải thượng lãn ông, hôm nay nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Với bạn tuổi tuất nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Theo khổng minh, hôm nay được xem là ngày tốt phù hợp với những công việc như, khởi công, tạo tác việc gì cũng tốt. Tốt nhất là xây cất nhà cưới gà, chôn cất, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất. Vì vậy với bạn tuổi tuất nên sắp xếp để tiến hành công việc sao cho đạt được kết quả tốt nhất nhé. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa. Ngày chỉ nên tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp nơi ăn trốn ở, văn phòng, chữa bệnh. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, khó có kết quả. Có người đi xa hoặc có tin tức ở xa. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ. Khởi đầu công việc bao giờ cũng bận rộn, chắc chờ hoặc chờ mong tin tức chậm, có sự rời hẹn. Ngày có nhiều công việc, tin tức đến dồn dập, xảy ra nhiều chuyện bận rộn. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Nên tiến hành, không nên để mất cơ hội và giữ được uy tín. Có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc. Những gì thất bại ở quá khứ này nếu làm lại thì thành công. Có tài lộc, có tin tức sa thải, nghỉ việc, thuyên truyền, ưu phiền, rắc rối, xung đột, bệnh tật, tai nạn của người thân, bè bạn trong công sở hoặc trong gia đạo. Có tin thay đổi chỗ ở, văn phòng, nơi kinh doanh. Có tin xa, có người nhờ mình giúp đỡ hoặc góp ý kiến. Có cuộc đi ngắn. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim. Ngày có nhiều việc, tin tức đến dồn rập, xảy ra nhiều chuyện bận rộn. Có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Nên tiến hành, không nên để mất cơ hội và giữ tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy. Dù công việc có khó khăn đến mấy, nhưng nếu đã có dự tính, thay đổi thì phải tiến hành một cách chân thành và nhiệt tình. Không nên e ngại sự chắc trở, trở ngại sẽ có kết quả tốt vào một ngày khác cũng không nên e ngại sự hao tốn hoặc phải bỏ công sức vì sẽ có người hiểu được mình. Có cuộc vui nhỏ. Con số may mắn 19, 38. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường vàng, đỏ. Quý nhân phù trợ thân, dậu. Tử vi tuổi hợi bước sang ngày thứ tư này bạn tuổi hợi đang gặp ngày có ngủ hành hợi hợi tự hình điều này làm cho bạn tuổi hợi hay suy diễn khiến cho chuyện bé xé ra to và gây ra những tranh cãi không đáng có có thể người ta yêu thương bạn đấy nhưng cách bạn lạnh lùng hay đối kháng quá mức sẽ khiến tình cảm dễ phai nhạt và trong ngày này nhờ chính quan hỗ trợ cho nên với bạn tuổi hợi thứ mà bạn tưởng là một vấn đề rắc rối phải đối mặt trong ngày hóa ra lại không căng thẳng đến vậy nhờ thế mà bạn bước vào tuần mới với tinh thần thư giãn hơn rất nhiều Thông qua đó bạn cũng biết cách giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và khéo léo hơn. Trong ngày này bạn tuổi hợi lại đang gặp ngày có thủy khí vượng, cho thấy sức khỏe không được tốt, bạn nhanh xuống sức không thể làm việc gì quá lâu. Nếu lâu nay bạn hay thức khuya thì đã đến lúc bạn điều chỉnh lại thời gian biểu của mình sao cho phù hợp nhé. Tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng, hãy để mọi việc xảy ra tự nhiên không nên toan tính hoặc thay đổi tình trạng hiện tại. Ngày khó có sự kết thúc trong việc mong cầu. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng. Có tin không tốt về bạn bè, người thân, hoặc trong gia đạo. Có tin thay đổi chỗ ở, văn phòng, nơi kinh doanh. Ngày có nhiều bất lợi, mọi sự đều phải cẩn trọng. Đừng vì tự ái, bất mãn, khó khăn mà làm liều sẽ có sự thiệt thòi. Có tin buồn. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc. Ngày tuổi của bổn mạng. Hãy để mọi việc xảy ra tự nhiên, không nên toan tính hoặc thay đổi tình trạng hiện tại. Ngày khó có thể kết thúc trong việc mong cầu đề phòng có những sự việc xảy ra không đúng với dự tính và còn có nhiều vấn đề khúc mắc ở phía sau chỉ nên nghỉ ngơi làm việc cũ mua sắm sửa chữa tài lộc trung bình tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim ngày tuổi của bổn mạng nên dùng tình cảm để giải quyết mọi việc không nên có sự đương đầu nếu có thể giải quyết công việc bằng sự hao tốn tài lộc thì cũng nên sự việc chớ để kéo dài thêm nữa hao tốn về giao thiệp hoặc gặp gỡ thân nhân bè bạn tu bổ sửa chữa mua sắm Tử vi tuổi quý hợi, thuộc mệnh thủy. Ngày tuổi của bổn mạng. Dù có gặp tin tức không thuận lợi cũng không nên nóng vội. Hãy dùng tình cảm để giải quyết mọi chuyện hoặc tìm gặp quý nhân thăm hỏi ý kiến. Nếu không có việc gì thì cũng không nên bày vẽ chỉ gặp mọi chuyện không hay chỉ đưa đến hao tốn. Con số may mắn, 27, 94. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, đen, tím. Quý nhân phù trợ, thìn, mão. Các bạn thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của 12 con giáp ngày mới. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, các bạn có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc của mình được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.